Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap rồi ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, Happy Sunday à, Nhưng mà nào ở Việt Nam đó chúng ta đã bước qua là ngày thứ hai rồi Thì cũng như là hàng tuần đó trong cái video này Thuận sẽ chia sẻ một số những cái tin tức nổi bật mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này Chúng ta cũng sẽ có một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay Và cũng như chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá cái account demo mà Thuận và các bạn đã cùng nhau chung bình giá trong hơn một năm qua Đầu tiên hết thì ngay thời điểm này các bạn đã thấy là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã bắt đầu mở cửa và chúng ta đang nói tới là chỉ số futures. Và hiện bây giờ đó thì đang xanh các bạn, không biết ngày mai mở cửa sẽ ra sao nhưng mà ngay thời điểm này đó chúng ta đã thấy là ba chỉ số đều xanh. Chúng ta nhìn thấy là Nasdaq futures tăng 0.24%, S&P futures tăng 0.17% và Dow futures sẽ tăng 0.18% hiện tại. Và nếu chúng ta nhìn tổng quát trên crypto đây thì các bạn thấy được là có xanh có đỏ nhưng mà hôm nay chúng ta thấy nhiều màu xanh hơn là đỏ và nếu chúng ta nhìn vào giá của bitcoin đó thì uh, thực sự cũng không thay đổi nhiều các bạn thấy là giá của btc bây giờ là mức 26.084 đô cũng không phải là thay đổi nhiều lắm so với ngày hôm qua và những ngày trước đó. Ethereum thì cũng có đó các bạn, sau khi mà giảm xuống đó thì vẫn giữ được cái mức bây giờ là hơn 1.600 đô. Và những đồng khác thì các bạn thấy là cũng có cái sự tăng trưởng nhưng cũng không phải là nổi bật lắm. Đồng mà tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua là DYDX tăng 6% các bạn và xuống nhiều nhất thì cũng không có đồng nào có được xuống quá nhiều đâu các bạn. Chúng ta có ROBEX thì xuống 6.4% nhưng mà ROBEX các bạn đã thấy là trong vòng một tuần qua đã tăng 30% rồi. Còn về những sự kiện nổi bật trong tuần này đó, ở Hoa Kỳ mà chúng ta cần phải quan tâm đến thì trước hết đó, chúng ta có thể thấy là ngày mai ở Hoa Kỳ đây thì không có một cái sự kiện nào lên lịch sẵn nhưng mà ngày thứ ba đó thì chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến hiểu đơn giản là giá nhà ở Hoa Kỳ nó có một cái thống kê gọi là S&P case Home Price Index đây là thống kê giá nhà cho 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ để xem coi là tình hình giá nhà ra sao ngày thứ tư tại Hoa Kỳ đó thì chúng ta sẽ có chỉ số GDP cho quý 2 như là tổng sản lượng quốc nội thì như bạn sẽ nói là không phải và chúng ta đang nhận được chỉ số này cách đây vài tuần rồi hay không thì đúng rồi các bạn nhưng mà nào mà không rành thì chỉ số GDP sẽ có 3 phiên bản cho mỗi một quý thì cái phiên bản đầu tiên và thứ nhì đó đây là cái phiên bản sơ bộ mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy là sau khi mà kết thúc một quý đó thì có rất nhiều những cái dữ liệu cần phải thu thập để mà tính toán thì chúng ta đã có cái dữ liệu đầu tiên được chia sẻ cách đây khoảng chừng là vài tuần các bạn Và lúc đó cho thấy được là chỉ số GDP Hoa Kỳ là 2.4% thì sau đó, đó khoảng chừng vài tuần chúng ta sẽ có cái phiên bản thứ nhì tiếp tục tính thêm nữa coi coi có cần điều chỉnh hay không. Đó chính là cái phiên bản mà chúng ta sẽ nhận được ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và chúng ta còn thêm một phiên bản nữa nó gọi là final nghĩa là phiên bản cuối cùng rồi sau đó chúng ta coi như sẽ đóng lại quý 2 và chúng ta sẽ bước qua quý 3 để xem coi được GDP ra sao đương nhiên chúng ta vẫn đang ở trong quý 3 hiện tại cho đến hết tháng 9 thì mới hết cho quý 3 cho nên đây là những thông tin mới nhất chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ đây chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát PCE thì các bạn đã biết là có hai chỉ số phần trăm lạm phát mà nhiều người quan tâm thứ nhất đó là CPI thứ hai là PCE hai cái này đó cũng là tính toán phần trăm lạm phát chỉ là cách tính khác nhau một chút mà thôi nhưng mà trên trang bản đó thì hai chỉ số này nó cũng đi song song với nhau và chỉ số CPI có trước rồi mở tới PCE và chúng ta cũng đã nhớ đó là chỉ số CPI trong cái tháng này đã cho thấy được là core cpi tuy giảm thêm một chút nhưng mà cpi tổng đó thì lại tăng ngược trở lại thì bây giờ mọi người đều ước tính điều tương tự sẽ xảy ra À, đối với lại PCE. Thường cũng quên nói với các bạn là về cái ước tính cho GDP trong tuần này đó thì ước tính bây giờ à, sẽ không khác gì so với những cái tài liệu đã chia sẻ cách đây vài tuần. Cho nên à, đây chỉ là cái phiên bản thứ nhì nhưng mà mọi người nghĩ là nó cũng sẽ khoảng chừng 2.4% mà thôi. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp các bạn. Ước ừ, tính bây giờ đó là 3.5% cực kỳ thấp luôn. Chúng ta cũng đã biết là cái tháng trước đó là 3.6 thì tháng này đó phần trăm lạm phát ước tính là sẽ còn giảm xuống nữa các bạn và đây là cái mức rất là thấp chúng ta cũng đã biết là Fed nói là cái phần trăm thất nghiệp có thể chấp nhận được là khoảng chừng 4% Cho đến bây giờ phần trăm thất nghiệp vẫn chưa có tăng các bạn, vẫn ở mức thấp hiện tại Và đây là những cái thông tin tài chính nổi bật được lên lịch ở Hoa Kỳ mà chúng ta sẽ quan tâm đến trong tuần này Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đây là một cái drama thôi các bạn Không biết lý do tại sao mà trong cuối tuần này chúng ta có khá là nhiều drama Chúng ta thấy là drama liên quan tới Pepe, bây giờ lại liên quan tới BitBoy Crypto Thì tôi biết là đối với lại cái channel BitBoy Crypto đó thì nhiều bạn sẽ có nhiều cái cảm chút khác nhau đối với thuận thì thuận còn nhớ khi mà cái channel này mới bắt đầu các bạn và đã nhanh chóng trở thành một trong những cái kênh mà có cái số lượng người xem lớn nhất ở trên youtube liên quan đến crypto thuận nhớ hình như là cái big crypto youtube channel đó là cái youtube channel riêng về crypto đầu tiên mà có thể là có lên tới là hơn một triệu người đăng ký thì uh, các bạn đã biết là một trong những nhân vật chính đó chính là Ben uh, Armstrong của Bitcoin Crypto không biết lý do gì sao đó các bạn đã thấy là Ben Armstrong đó sẽ rời khỏi Bitcoin Crypto và rời khỏi ngay lập tức luôn và tất cả những cái kênh liên quan giống như là Hit Network, BJ Investment Holdings và Around the Blockchain tất cả những cái kênh này đó đều sẽ không còn Ben Armstrong nữa thì đây là một cái quyết định rất là đột ngột các bạn cho nên nhiều người vẫn đặt câu hỏi là tại sao có phải liên quan tới SEC hay không có phải là Ben Armstrong đang bị kiện hay là đang bị điều tra hay gì đó đây là những cái tin đồn hiện tại chúng ta ta vẫn chưa có nhận được những cái thông tin chi tiết hơn ngoại trừ những gì được chia sẻ để thường xem coi là cái Twitter hay là x-account của Ben Armstrong đó thì có nói gì hay là không cái Mình thấy là cũng không có chia sẻ gì nhiều ngoại trừ những gì mà chúng ta đã nhận được và đó là những cái email mà được chia sẻ từ những người mà đã đăng ký với cái kênh Bitcoin Crypto này Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua đây nói tới một số những cái thông tin ở bật đi. Đầu tiên hết đã có một cái thống kê được chia sẻ và các bạn có biết tính năm 2022 đó cái số lượng stablecoin ổn định được di chuyển và được xử lý đó đã lên tới con số là 11.000 tỷ đô la, con số cực kỳ kinh khủng luôn các bạn. Và các bạn có biết là con số này đã tương đương với lại con số được xử lý bởi công ty Visa. Visa là một công ty rất là lớn các bạn Và chúng ta thấy được là công ty Visa đó đã xử lý tổng cộng là 11.6 nghìn tỷ đô la giao dịch Stablecoin đó đã xử lý 11 nghìn tỷ rồi Coi như là ngang hàng luôn các bạn Và con số này đã vượt xa PayPal PayPal đó chỉ có 1.4 nghìn tỷ đô la mà thôi Và trong số stablecoin này đó thì các bạn thấy được là họ tính tất cả những blockchain Giống như là Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum Phantom và Avalanche và các bạn thấy là những cái stable coin này đó thì cho chúng ta thấy được là 50% stable coin volume nghĩa là 50% khối lượng thì đã được giao dịch trên mạng lưới của Ethereum. Các bạn thấy Ethereum chiếm 50% khối lượng stable coin. nhưng mà nếu chúng ta tính những cái giao dịch thì Ethereum chỉ chiếm có 3% số lượng giao dịch mà thôi trong khi đó 3% đó tới 50% của volume giao dịch stablecoin. So với lại những mạng lưới khác như là mạng lưới Tron và mạng lưới BSC đó thì các bạn thấy được là 75% của cái số lượng giao dịch là ở trên những mạng lưới này, nhưng mà tính theo cái volume khối lượng giao dịch thì là 41% mà thôi. Hiểu đơn giản hơn là như thế này. Ethereum đó là cái mạng lưới mà có phí cao hơn cho nên cái số lượng người mà sử dụng Ether đi di chuyển những cái stablecoin thì không có nhiều mà những mạng khác và cách xa rất là xa luôn các bạn thấy được là so với Tron và BSC đó thì 75% của tất cả giao dịch nằm trên những mạng này nhưng mà so với lại cái khối lượng dịch đó, thì Ether chiếm phần nửa có nghĩa là cho dù là ít giao dịch trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà nó đại diện cho con số tiền rất là lớn có nghĩa là mỗi lần mà ai muốn di chuyển số tiền lớn thì họ vẫn lựa chọn Ethereum cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này xảy ra và cho như BSC đó thì là sự, sự lựa chọn của những người mà giao dịch cái số lượng tiền nhỏ hơn cho nên chúng ta mới thấy là 75% của giao dịch nhưng mà chỉ chiếm có 41% của volume khối lượng giao dịch mà thôi và đương nhiên Tether đó vẫn là vua hiện tại Chúng ta thấy được là cái token Tether này đó đã chiếm 69% của vốn hóa stablecoin hiện tại Và 80% của cái số lượng địa chỉ ví mà hoạt động hàng tuần Và 75% của tất cả giao dịch Nghĩa là stablecoin thì Tether vẫn là vua hiện tại thì điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đây chúng ta thấy là cái nhu cầu sử dụng stablecoin nó ngày nó càng tăng lên và tăng lên một cái tốc độ cũng rất là kinh khủng các bạn và dựa theo thống kê đó thì phần lớn những giao dịch này là không liên quan gì đến người ta dùng để mà trading hết để đừng có giao dịch giống như là các bạn gửi tiền cho người khác để các bạn uh, chi tiêu hay là trả tiền người này người kia ngay cái kênh thuận capital cũng sử dụng stablecoin các bạn chứ đương nhiên nếu như mà thuận cần chi tiêu gì đó cho team thì thuận đâu có cần phải ra ngân hàng để mà gửi tiền Việt Nam đó các bạn stablecoin thì nhanh hơn và những mạng như là các bạn thấy mạng Tron hay là mạng BSC đó thì phí cực kỳ rẻ cho nên stablecoin đó là một cái sự lựa chọn cho nhiều người hiện tại và chúng ta từ lâu đã nói tới là mọi người chờ đợi xem coi là cái ứng dụng được sử dụng rộng rãi đầu tiên cho crypto sẽ là gì mọi người đều chờ đợi cho cái khoảnh khắc email chúng ta đã biết là internet nó có một thời gian rất là lâu rồi nhưng mà chúng ta thấy là thời gian đầu đó thì internet cũng không được thông dụng lắm cho đến khi chúng ta có một cái ứng dụng mà nhiều người sử dụng đó chính là email và sau đó đã mở đường cho nhiều thứ khác các bạn và nhiều người cũng đang chờ đợi khoảnh khắc email cho crypto thì đó là gì? Tôi nghĩ đã bây giờ ngày càng rõ ràng hơn đó chính là di chuyển tiền tệ và di chuyển tiền tệ sử dụng stablecoin là cái ứng dụng hàng đầu hiện tại và không có liên quan gì đến các bạn dùng stablecoin để mà trade đồng này đồng kia hết đó đây là các bạn thực sự cần phải sử dụng đồng stablecoin để mà di chuyển xuyên quốc gia và bản thân thuận nó cũng sử dụng rất là thường xuyên các bạn và thường nghĩ nhiều bạn cũng sử dụng thường xuyên chứ ngay cả trong nước chúng ta cũng không có cần phải À, di chuyển tiền thông qua ngân hàng Nếu các bạn có stablecoin thì có thể di chuyển trực tiếp Nếu như mà người đó cũng chấp nhận stablecoin Và tôi luôn nghe nhiều người nói đó là crypto không có ứng dụng thực tiễn thì ra crypto đã sử dụng ít nhất đó là để di chuyển tiền bạc Đã sử dụng rất nhiều rồi các bạn Đây là một trong những ứng dụng rất thực tiễn crypto dùng để mà di chuyển giá trị xuyên quốc gia một cách nhanh chóng và an toàn. Và khi mà nhìn vào những con số như thế này đó, rất dễ hiểu các bạn có thể tưởng tượng tại sao mà PayPal lại muốn có PayPal USD, một đồng ổn định nhanh tới như vậy. Tại vì các bạn thấy là cái tiềm năng đó cực kỳ lớn. Công ty PayPal hiện bây giờ đã chỉ dùng để mà di chuyển khoảng chừng là 1.4 nghìn tỷ đô la trong năm 2022. Trong khi các bạn thấy là những đồng ổn định đó, tính chung, À, là khoảng chừng gần như là 90 lần con số này. Chúng ta có thể nhìn thấy được là Visa cũng 90 lần con số này. Thì đương nhiên PayPal đó không có muốn bị bỏ lại phía sau đâu. Họ đương nhiên cũng muốn tham gia vào. Và chúng ta cũng có thể thấy được một trong những công ty mà cũng chuyên về chuyển tiền này chính là Western Union. Các bạn có biết Western Union là công ty đã, đã cực kỳ lâu đời rồi. Công ty này đó đã, đã là 172 năm, 172 năm rồi. Các bạn có nghĩ đi 172 năm trước đó, thì di chuyển tiền bằng cách nào? Có thể là các bạn di chuyển tiền bằng cách uh, sử dụng ngựa và sử dụng những cái xe ngựa để mà di chuyển tiền. 172 năm sao công ty này vẫn còn tồn tại nhưng mà ngày đó thì cái sự cạnh tranh nó lại càng cao hơn và cái sức ảnh hưởng của Washington Union cũng đã không còn như xưa nữa và đây là điều mà chúng ta thấy là ngay cả CEO của Washington Union cũng đã nhận ra ông ta cũng đã nói là những công ty mới đó thì đã nhanh chóng có thể đuổi theo được Washington Union và thậm chí còn hơn thế nữa thì để tiếp tục cạnh tranh Washington Union sẽ làm gì các bạn đương nhiên chúng ta thấy được là con đường phía trước đó chính là liên quan đến tiền kỹ thuật số liên quan đến crypto và Washington Union cũng đã đang tìm cách để họ có thể kết nối với Ripple một cách nào đó, đó cho họ có thể sử dụng mạng lưới Ripple để có thể tiếp tục cạnh tranh trong một kỷ nguyên gửi tiền xuyên biên giới một cách nhanh và phí rẻ như thế này và nói tới gửi tiền một cách nhanh và phí rẻ đó thì các bạn thấy là Binance cuối cùng cũng đã kích hoạt mạng lưới Lightning Network và mạng lưới lan của Binance đã nhanh chóng mở rộng các bạn và cái số lượng kênh tại vì chúng ta thấy là trên lan network tên này phải có những cái kênh thì tổng cái số kênh đã tăng từ 7 cho đến 33 kênh và cái số lượng đồng Bitcoin trong những kênh này đã lên từ 36 Bitcoin lên tới 77.73 Bitcoin và hiện bây giờ đó ước tính thì mạng lưới Lightning Network như là mạng lưới tầng 2 của Bitcoin đó mà được chạy bởi Binance thì cái no Lightning Network của Binance đang xếp hạng thứ 14 cho nên nếu chúng ta nói gửi tiền nhanh gửi tiền an toàn thì có thể là không có nhiều bạn nghĩ tới Bitcoin đâu tại vì chúng ta đều biết Bitcoin chậm và cái phí rất là cao nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là mạng lưới Bitcoin vẫn có tầng hai đó chính là mạng lưới Lightning Network và càng ngày lại càng được nhiều người sử dụng cả quốc gia Salvador thì đang sử dụng mạng lưới Line Network hiện tại. Nói tới tương lai của crypto đó thì chúng ta cũng có cái lời phát biểu đến từ John Hutchinson tại cái hội nghị ở Denver, Colorado, à, đó chính là hội nghị Rare Evil 2023. Thì trong cái hội nghị này đó, John cũng đã phát biểu chủ yếu đó nói là ông ta nghĩ Cardano sẽ vượt xa khỏi Bitcoin và Ethereum. Bitcoin và Ether đó thì họ sẽ mãi mãi à, nằm ở trong một cái khuôn khổ nào đó nhưng mà Cardano sẽ là tương lai sẽ là cái trụ cột của kỷ nguyên tiền kỹ thuật số sau này thì nhiều bạn cũng hỏi thuận nghĩ sao về Cardano các bạn cũng đã biết Cardano cũng là một trong dự án mà thuận thường hay theo dõi và thuận cũng lưu trữ Cardano một thời gian rất là dài rồi và hiện bây giờ đó thì thuận Capital vẫn còn có một cái pool staking Cardano đó là một cái sự hợp tác giữa kênh thuận và một cái đội staking và nhiều bạn cũng đang tham gia ủng hộ hiện tại nhưng mà đối với Cardano đó thì đây là một phần nhỏ của cái account của thuận hiện bây giờ mà thôi cái danh mục đầu tư crypto thuần thì vẫn chú tâm nhiều nhất là bitcoin sau đó là ethereum thì đương nhiên các bạn thấy là john hutchinson là người mà đang ủng hộ cardano đang à, tiếp tục phát triển cardano thì đương nhiên john hodgkinson sẽ nói tốt về cardano nhất là chúng ta có thể nhìn vào quá khứ của john hodgkinson khi mà làm việc với đội của ethereum tại vì john hodgkinson những mà nào mà mới tham gia có thể là không rõ john hodgkinson cũng là một trong những co-founder của ethereum trước đây và đối với lại cái sự À, tranh cãi giữa John Hutchinson và Vitalik Buterin thì hai cái này nó cũng không có nhìn mặt nhau các bạn cho nên đối với lại những gì mà John Hutchinson chia sẻ đây thì chúng ta cũng phải hiểu là cái góc độ mà John Hutchinson sẽ nói đến đó chính là đương nhiên ông ta nghĩ Cardano sẽ tốt hơn những đồng khác tại vì Cardano là dự án mà ông đang phát triển hiện tại nhưng mà sự thật đó thì chúng ta thấy là Bitcoin vẫn là đồng mà có vốn hóa lớn nhất được cái sự chấp nhận rộng rãi nhất được phố Wall quan tâm đến nhiều nhất À, và được chính phủ quan tâm đến nhiều nhất, Ethereum đó là vốn hóa lớn thứ nhì, hệ sinh thái lớn nhất trong hệ thống DeFi hiện tại, đó là sự thật chúng ta không thể thay đổi được và Ethereum nó cũng là một trong những đồng mà rất nhiều người quan tâm đến. Cardano có thể thành công để mà xóa ngôi Ether Bitcoin không thì đương nhiên có thể các bạn không như là không thể hết Nhưng mà thường không biết được tương lai, thường chỉ biết được hiện tại mà thôi Và có một cái khái niệm trong đầu tư đó thường đã chia sẻ với các bạn trước đây rồi nhưng mà để thường nhắc lại để cho các bạn nhớ Thì đa chương hình của Hoa Kỳ đó có một cái show có tên là Stores World Thì khi mà người Hoa Kỳ di chuyển nhà khi mà họ có nhiều đồ quá họ không di chuyển hết thì họ sẽ mướn một cái nơi một cái kho giống vậy nè các bạn rồi sau đó họ sẽ để những cái đồ dư vào trong đó và khi mà họ di chuyển rồi đó có khi họ trở về để lấy có khi là họ bỏ luôn tại vì nhiều khi họ dọn đi quá xa và những cái đồ này trước đây họ nghĩ là họ muốn giữ lại để dùng nhưng mà sau này họ lại không muốn giữ nữa hay là có thể chi phí để mà trở về để mà vận chuyển những cái đồ này đó còn mắc hơn cả cái đồ này nữa và vì lý do đó đó nhiều người họ đã lựa chọn là bỏ luôn các bạn và họ sẽ không tiếp tục đóng à, tiền để mướn những cái nơi này nữa thì khi mà điều đó xảy ra đó thì sau một thời gian theo luật đó thì tất cả đồ trong đây có thể được bán đấu giá và trong cái show này đó thì sẽ có những người mà họ chuyên tới để mà mua sỉ các bạn giống như là trong cái kho này có bao nhiêu đồ thì họ mua hết tại vì cái công ty mà chứa kho này đó họ đâu có muốn lưu trữ mấy đồ này đâu các bạn họ đâu có phải là kinh doanh bán mấy đồ này họ kinh doanh cho mướn kho mà thôi thì những công ty này họ sẽ tổ chức bán đấu giá nhưng mà những người tham gia đây họ không có thể là lựa từng món một mà họ chưa thêm mua sỉ mà thôi thì trong cái show này đó họ sẽ mở cái cửa lên à, trong cái nhà kho này À, thì mọi người sẽ có một thời gian nào đó để nhìn tất cả các đồ vật Không thể vào để mà lựa từng món nhưng mà đứng bên ngoài để nhìn vào Và sau đó, đó thì bắt đầu là sẽ bán đấu giá Mọi người sẽ bắt đầu là đấu giá lẫn nhau xem coi là cái kho này đáng giá bao nhiêu tiền Thì làm sao họ biết được cái kho này đáng giá bao nhiêu tiền Tại vì những đồ bên trong họ đâu có biết là còn hoạt động được hay không hay là đáng giá bao nhiêu có thể là trong đây có những cái gì đó rất đáng giá có thể là có một cái bức tranh mà nó vô giá trị các bạn tại vì đây là bức tranh cực kỳ hiếm họ không biết được tại vì họ không đi vào đó được và họ cũng không thể lựa cái món đó thì những người mà tham gia vào đấu giá đó họ chỉ có thể là nhìn những gì mà mắt thấy được và từ đó đó họ bắt đầu là ra giá mà thôi họ không có thể nào mà ước tính hay là suy đoán là phía sau lưng những cái đó là có cái gì à, thì cũng tương tự như đầu tư các bạn đối với thuận đó, thì quan điểm của thuận thì thường chỉ có thể đầu tư những gì mà thuận hiểu hiện tại mà thôi chứ thường không thể nào mà có thể biết được tương lai sẽ ra sao. Tây thường chia sẻ thêm, giống như là chúng ta thấy là Ethereum đó, thì có nhiều người cũng không có thích, có nhiều người thích Nhưng mà đối với Thuần, đó, Ether cho dù bạn thích hay là không thích Ether vẫn là mạng lưới lớn thứ nhì hiện tại theo vốn hóa Và vẫn là mạng lưới DeFi nền tảng smart contract lớn nhất Không thể nào mà chúng ta phủ nhận được điều đó Chúng ta có thể được là đối với Ether đó, vẫn có nhiều sự quan tâm Giống như chúng ta đã thấy là OnlyFans công ty này họ đã đầu tư vào năm ngoái đó, họ đã mua tổng cộng là gần như 20 triệu đô la Ethereum. Đáng tiếc đó là không biết họ mua mức giá nào, nhưng mà tính tới tháng 11 của năm ngoái, chúng ta không biết được là bây giờ là ra sao nhưng mà sẽ đỡ hơn. Nhưng mà tính tới tháng 11 của năm ngoái đó, thì họ đã lỗ là 8 triệu tư, trong khi là họ bỏ ra khoảng chừng 20 triệu để mà mua Ethereum. À, nhưng mà chúng ta thấy là từ tháng 11 tới bây giờ thì cũng đã có một cái sự hồi phục rất là nhanh của Ether rồi. À, thì không biết bây giờ đó họ còn lỗ bao nhiêu hay là họ đã hồi dũng hay lời chưa? nhưng mà chúng ta vẫn thấy Ether là một trong những đồng mà nhiều công ty quan tâm đến. À, chúng ta cũng thấy là cái số lượng người tham gia vào staking Ether đây thì không hề nhỏ. chúng ta cũng đã thấy những cái thống kê đến từ Lido. Lido là một trong những công ty các bạn có thể tham gia vào staking uh, Ethereum. nếu như bạn không muốn tự chạy một máy vai Raider và có 32 Ether thì cứ tham gia vào những cái pool như là của Lido và Lido là một trong những cái pool lớn nhất các bạn công ty này đã chiếm cái số lượng phần trăm vốn hóa thị trường staking lên tới 73.98% và hiện bây giờ đã, đã có hơn 8 triệu Ethereum đã stake với Lido Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái số lượng đồng Ether stake đó, Các bạn đã thấy được là tăng rất là nhiều theo thời gian Đặc biệt là tăng vọt sau khi chúng ta có The Merge Có nghĩa là hoàn toàn chuyển thành Proof Stake Đã có rất nhiều cái tin phết lúc đó Các bạn đã nhớ là khi mà có The Merge rồi Mọi người sẽ rút hết Ethereum ra họ không stake nữa Nhưng mà tôi đã chia sẻ là khả năng là ngược lại Khả năng là bây giờ mọi người có thể stake và unstake Thì cái số lượng người tham gia nó sẽ tăng lên Cái số lượng Y tham gia vào staking cũng sẽ tăng lên Và đó đã là sự thật các bạn Tính cho tới thời điểm hiện giờ đó, chúng ta đã thấy là có tổng cộng là khoảng 22% của tất cả Ethereum đã tham gia vào staking hiện tại Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái con số này đó đã đại diện cho 28 triệu Ethereum đang stake hiện tại thì đương chia sẻ điều này với các bạn làm gì để cho các bạn thấy được đương nhiên các bạn thấy Cardano họ sẽ nói họ là tương lai Ethereum sẽ nói họ sẽ là tương lai Bitcoin đó thì sẽ nói là chỉ cần Bitcoin thôi không cần bất cứ một đồng nào khác và mà nay cũng nói mình là tương lai hết thì cái gì mới là tương lai các bạn đó không phải là điều mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn ở đây chúng ta không thể nào biết được tương lai hết cũng giống như chúng ta trở lại cái ví dụ liên quan tới Stores World thì làm sao những người này biết được là phía sau lưng những cái đồ này là cái gì họ hoàn toàn không biết được họ chỉ có thể là định giá theo gì mà họ biết hiện tại mà thôi và đối với cũng như vậy thuần không thể nào biết được là đồng nào sau này sẽ là tương lai nhưng mà có một điều thuần có lòng tin crypto sẽ là tương lai crypto sẽ chiếm một phần ở trong thị trường tài chính phần đó lớn bao nhiêu đó thì sau này mới biết nhưng mà thường nghĩ là đó sẽ một phần không hề nhỏ và vốn hóa sẽ cao hơn bây giờ rất là nhiều cũng giống như là các bạn trở lại những năm như 1995 tuy là lúc đó đó nhiều người vẫn chưa có thật sự sử dụng internet các bạn lúc đó các bạn thấy là nhiều người cũng chọc quê những người mà cố gắng dùng internet tại vì nói là trời làm gì mà cần phải khó khăn như vậy trong khi mà internet đó, nếu như các bạn muốn xem một cái trận đá banh hay là bóng bầu dục gì đó à, thì cực kỳ chậm các bạn không thể nào mà có thể trực tiếp được và các bạn có thể là chỉ nghe âm thanh mà thôi nếu gì thì xài cái máy radio là được rồi coi tv cho nó lẹ tại sao cần phải làm khổ mình như vậy tại sao cần phải mua đồ trên mạng trong khi ở trên mạng đó thì có rất nhiều những người lừa đảo trên đó họ lấy tiền xong họ không gửi hàng tới tìm mua cho nó lẹ thì đó là cái suy nghĩ của nhiều người thời điểm đó nhưng mà nói chung đó thì nhiều người cũng nghĩ là một ngày đâu đó internet sẽ là một phần của đời sống nhưng mà cái đó cũng là một cái suy nghĩ nó rất là mong lung các bạn, nghĩa là không biết là sao Internet sẽ ra sao, làm sao người ta có thể tưởng tượng được là bây giờ chúng ta có smartphone, chúng ta có định vị toàn cầu, chúng ta có nhiều thứ mà trước đây không thể nào mà người ta có thể suy nghĩ đến được. Nhưng mà cái tư tưởng của một số người Internet ở tương lai thì đã bắt đầu có rồi, cũng như bây giờ chúng ta cũng có cảm giác là crypto sẽ là một cái gì đó ở trong tương lai, sẽ có crypto ở đó, nhưng mà đóng vai trò gì và lớn bao nhiêu đó thì chúng ta không thể biết được. Như vậy thì làm sao mà đầu tư được các bạn? Có thể các bạn nói là nói như vậy đó thì làm sao chúng ta có thể biết đồng nào là tương lai thì làm sao có thể đầu tư được? Thì đối với Thuận đó có một cái cách như thế này và khi mà Thuận nhìn lại bao nhiêu thời gian qua các bạn thấy được đây là những công ty internet Lớn, nổi tiếng, đây cũng là một cái tài liệu thường đã từng chia sẻ trước đây với các bạn Chúng ta có nhìn thấy được đây là tài liệu à, đã được thống kê à, khoảng chừng năm 2022 Thì cũng một thời gian rồi nhưng mà thường không có thông tin mới hơn Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta có những cái cột Giống như là cái cột từ trái qua phải đó là những năm như là 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 và cho tới năm 2022 Và bên dưới này là những công ty công nghệ lớn ở thời điểm đó thì các bạn thấy được nếu chúng ta trở về năm 1998 đó các bạn sẽ thấy rất rõ ràng là nhiều công ty ở trong cái list này đã, đã không còn được nhắc đến nữa chúng ta có thể thấy là AOL thì đã sao các bạn Yahoo bây giờ vẫn còn nhưng mà có sức ảnh hưởng không còn như xưa nữa GeoCity là gì các bạn có biết hay không MSN, Netscape, Lycos, Tripod, Zoom, những cái công ty này ra có thể nhiều bạn chưa hề nghe nói đến. Thì chúng ta hãy trở về năm 2022 đi. Thì tới thời điểm đó là những công ty rưỡng đầu của bạn, chúng ta có Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Amazon, Comcast, Disney và những công ty như các bạn thấy là PayPal. Thì làm sao năm 1998 các bạn có thể biết được là những công ty như là Google, Microsoft, Apple sẽ những công ty lớn sau này? Câu trả lời là các bạn sẽ không thể nào biết được, tại vì có nhiều công ty xuất hiện bây giờ đây vẫn chưa có năm 2003 chứ đừng nói tới năm 2098 các bạn thấy được là chúng ta à, nhìn thấy những công ty như là Facebook đó, thì công ty Facebook chỉ bắt đầu từ năm 2008 mà thôi chúng ta sẽ không thấy nhiều cái dữ liệu trước đó thì làm sao các bạn có thể ra quyết định đầu tư vào Facebook hay là thậm chí Google không có năm 1998 thì cũng tương tự như vậy các bạn tại vì chúng ta nhìn vào cái danh sách của những crypto ngay thời điểm bây giờ ngay cả khi các bạn trả cho về cái đây 4 năm cái đây 6 năm đó thì nhiều đồng đang đứng ở cái top bây giờ đó chưa hề có trong danh sách những năm trước đó thì cũng tương tự chúng ta đang ở một khoảnh khắc nào đó ở trong cái sự phát triển của thị trường crypto này cũng giống như chúng ta đã trải qua những cái thời điểm của những công ty công nghệ và sau này cũng sẽ thay đổi nữa các bạn. Danh sách này cũng sẽ vẫn tiếp tục thay đổi khi chúng ta nói tới là năm 2030, năm 2050 thì những công ty này lại sẽ tiếp tục thay đổi nữa. Thì ngay thì điểm bây giờ để làm sao các bạn biết đầu tư vào những công ty nào? thì câu trả lời đó là một người có thể giảm đi rủi ro bằng cách là phân bổ vốn cho những công ty lớn ngay bất cứ một thời điểm nào và liên tục update cho đầu tư của họ và tiếp tục chung bình giá thì tới một thời điểm nào đó đó các bạn thấy được là những công ty đồ sộ sẽ xuất hiện và họ sẽ có mặt một thời gian dài giống như các bạn thấy là ok các bạn bắt đầu đầu tư vào top 10 công ty năm 1998 tới năm 2003 đó thì không còn bao nhiêu công ty top 10 còn ở lại hết nhưng mà ngược lại đó nếu như các bạn có những cái chiến lược như là các bạn cân bằng lại danh mục đầu tư của mình các bạn update dựa theo vốn hóa hiện tại thì một thời gian giống như là mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng, mỗi năm gì đó các bạn update thì các bạn sẽ luôn có một cái mục đầu tư nào đó trong những công ty lớn và nó cũng giảm đi rủi ro các bạn đầu tư vào một công ty nhưng mà công ty đó nó đã không phải là tương lai nhưng mà nó sẽ không biến mất ngay lập tức các bạn đương nhiên sẽ có những cái trường hợp đặc biệt ngoại lệ như là các bạn thấy à, trong thì crypto chúng ta cũng có những đồng như là luna nhưng mà các bạn phân bổ theo vốn hóa đó thì luna vẫn sẽ là một phần rất là nhỏ đương nhiên đáng tiếc là đồng luna đã À, trả về con số cực kỳ thấp như vậy nhưng mà phân bổ vốn chưa theo vốn hóa các bạn có thể quản lý được những rủi ro đó cũng giống như là trong chứng khoán các bạn cũng sẽ có những công ty đột ngột phá sản nhưng mà quản lý rủi ro đó chính là cái điều mà quan trọng ở đây và tới một thời điểm nào đó các bạn sẽ bắt đầu hình thành một cái danh mục đầu tư mà bắt đầu là có cái sự lợi nhuận cao tăng theo thời gian của những công ty hình thành từ từ họ sẽ nắm cái phần trăm thớp các bạn và sẽ từ từ tiếp tục cùng cố địa vị của mình giống như các bạn thấy được là từ năm 2003 đến năm 2008 thì cũng nhiều thay đổi Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 là các bạn thấy được bắt đầu đã hình thành những công ty đồ sộ Tới năm 2008 và tới bây giờ chúng ta thấy được những công ty đồ sộ đó thì cũng không có thay đổi bao nhiêu Chúng ta vẫn có Google, Microsoft, Apple, Amazon vân vân Thì cái cái lợi nhuận đó chúng ta bắt đầu có từ Google, Amazon từ những năm như là ba tới bây giờ đó các bạn có thể thấy lợi nhuận đó nó sẽ cao cỡ nào thì cũng tương tự như vậy các bạn đây là cái sự suy nghĩ chia sẻ cá nhân của thuận mà thôi thuận nhìn vào cái list những đồng lớn như thế này đó thì các bạn đã biết là thuận vẫn phân bổ vốn ở dựa theo vốn ở thị trường Bitcoin, Ethereum những đồng lớn BNB và sẽ liên tục update và thay đổi theo thời gian vì thuận tin tới một lúc nào đó đó thì cái list này sẽ được hình thành và Thuận sẽ nắm những đồng mà thật sự nó sẽ có vốn hóa cao sau này Đó là cái suy nghĩ chia sẻ cá nhân mà thôi các bạn có thể là comment dưới suy nghĩ của mình Và chiến lược dài hạn của bạn là ra sao Đương nhiên Thuận chỉ chia sẻ để các bạn có thể thấy một cái góc nhìn à, từ Thuận mà thôi Chứ còn mỗi bạn sẽ có mỗi cái cách đầu tư khác nhau và chiến lược khác nhau và vị thế khác nhau nhưng một điều ra chúng ta thấy được là những công ty phố Wall ngày càng quan tâm đến Chúng ta đã thấy đây là sự chia sẻ đến từ Crypto News Thì các bạn có biết là công ty Rock đó thì bây giờ họ đang sở hữu rất nhiều cổ phần của những công ty đào Bitcoin Có thể là họ mới bắt đầu là có những thông tin lớn liên quan tới họ muốn là có Bitcoin Spot ETF Nhưng mà đã từ lâu họ đã tham gia vào crypto rồi các bạn Bằng cách là đầu tư vào những công ty như là công ty đào Riot, Marathon, Cyber Mining, HUD Tailwolf Các bạn thấy được là họ sở hữu cái số lượng cổ phần không hề nhỏ như là hơn 6% của Riot và Marathon Hai công ty đào lớn ngay cả các bạn có biết là nếu chúng ta nói tới Coinbase thì các bạn có biết là ai là một những cổ đông lớn của Coinbase hay không? Rất đơn giản, chúng ta nhìn bên dưới này các bạn sẽ thấy có một cái tên rất quen thuộc BlackRock. BlackRock sở hữu hơn 3% của công ty Coinbase hiện tại. Michael Strategy thì sao? Các bạn có thấy trên màn hình đó, BlackRock thì vừa mới mua thêm ngày 30 tháng 6 là 117.000 cổ phần của MicroStrategy Họ nói 30 tháng 6 tại vì đây là cái thống kê quý 2 các bạn không biết là ngày họ mua là ngày nào Nhưng mà thống kê quý 2 là BlackRock vẫn mua thêm cổ phần của MicroStrategy và chúng ta có biết là BlackRock đó thì bây giờ đang sở hữu hơn 6% hơn 6% của công ty MicroStrategy họ mua để làm gì các bạn đương nhiên là tại vì càng ngày BlackRock đó lại càng vững lòng tin crypto chính là tương lai. Cái nghe tốt hay xấu thì tùy theo mọi người các bạn. Thì BlackRock đó một con cá voi cực kỳ lớn. À, và đương nhiên họ tham gia vào đó có tốt có xấu, nhưng mà tới cuối cùng đó thì tên tuổi BlackRock sẽ là một cái gì đó có thể thúc đẩy được cái thị trường này sẽ có một chỗ đứng coi như là cực kỳ vững chắc trong thị trường tài chính. Nhưng mà tốt hay xấu thì tùy theo mọi người mà thôi các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin, thông tin này nó cũng không có liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà tôi muốn chia sẻ để các bạn có thể có một góc nhìn. Đó chính là công ty Wells Fargo đó thì gần đây họ đã chấp nhận là đóng phạt tổng cộng là 35 triệu đô la cho SEC. Lý do đó là tại vì công ty Wells Fargo này đó họ đã hứa với khách hàng là sẽ giảm cái phần trăm mà họ tính phí để mà quản lý và một đầu tư nhưng mà họ hứa họ đã có hợp đồng như vậy nhưng mà khi mà họ bắt đầu là lấy tiền hàng tháng đó thì họ lại quên điều chỉnh dẫn đến là họ đã lấy thêm 26.8 triệu đô la cho hơn 10.000 khách hàng và khi bị phát hiện đó thì SEC đã bắt là họ hoàn tiền và đóng một cái số lượng tiền phạt. Thì có hai điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn. Điều đầu tiên đó các bạn có thể thấy được là ở trong thị trường tài chính đó, thì luôn có những cái sự cáo buộc và luôn có những cái sự bồi thường và đóng phạt giống như chúng thấy là Wells Fargo hay là JP Morgan những cái uh, sự chỉ trích rất là lớn các bạn giống như liên quan đến rửa tiền thao túng thị trường ngân hàng nào cũng có tên như đây các bạn thấy được Bank of America, JP Morgan, UPS Uh, for Foripas, Deutsche Bank vân vân à, và chúng ta có biết là từ năm 2000 đây những ngân hàng lớn đã đóng phạt tổng cộng là 380 tỷ các bạn 380 tỷ nếu như mà chúng ta nhìn vào vốn hóa của Ethereum đó, thì bây giờ chỉ có 198 tỷ thôi có nghĩa là những ngân hàng ở Hoa Kỳ đóng phạt gần như gấp đôi vốn hóa của Ethereum hiện tại thì cái mà tôi muốn chia sẻ đẹp các bạn là đầu tiên hết đó, thị trường chứng khoán vẫn còn rất là nhiều những cái điều mà scc cần phải quan tâm đến nhưng mà scc thì luôn chăm hầm vào thị trường crypto các bạn trong khi mà chứng khoán còn biết bao nhiêu điều mà cần phải xử lý và thứ nhì nữa đó mỗi lần mà có một cái công ty hay là một sàn nào đó trong thị trường crypto này đó mà bị phạt một chút xíu gì đó thôi đó, thì các bạn thấy được là những cái phương tiện truyền thông truyền thống đó thì luôn nói tới và đặt rất là nhiều những cái mối quan tâm đến đó các bạn trong khi mà những ngân hàng trong thị trường phố Wall đó thì luôn bị phạt nhưng mà hầu như rất ít ai đề cập đến đó là một trong những điều mà Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn Chúng ta có một cập nhật thì cũng đáng tiếc, đó chính là cập nhật liên quan tới Balancer. Chúng ta cũng đã nhớ là cách đây không lâu đó, thường đã chia sẻ với các bạn là Balancer nói là họ đã có một cái lỗi và ảnh hưởng tới một số pool. Họ cũng đã khuyến khích mọi người hãy rút tiền ra những cái pool của họ nhưng mà tới cuối cùng đó thì họ vẫn bị tổn thất các bạn có một ai đó đã tấn công và đã lấy đi gần như là 900.000 đô con số này ra tuy không phải là nhiều nếu chúng ta nói tới những cái dịu hát trước đây nhưng mà cũng đáng tiếc À, là cuối cùng họ cũng đã bị mất một số tiền và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới FTX chúng ta cũng đã nói tới công ty Scroll công ty Scroll này là công ty mà à, quản lý đại diện cho những người mà đòi bồi thường à, trong cái vụ khai phá sản của FTX thì các bạn cũng đã biết là công ty Scroll đó họ cũng đã bị hacker tấn công và lấy mất đi một số dữ liệu khách hàng thì đáng tiếc đó là FTX đã đưa ra lựa chọn là những người nào mà bị ảnh hưởng đó thì hiện bây giờ sẽ không thể sử dụng cái portal của FTX để có thể điền đơn để nhận được bồi thường cho nên những người nào mà không vào được portal đó thì đáng tiếc bạn là một trong những người mà đã bị ảnh hưởng bởi cái vụ này không biết khi nào mà xử lý xong nhưng mà khi nào có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn và trong phần cuối cùng của video đó cũng như là mỗi chủ nhật Thường sẽ cùng các bạn trung bình giá account demo Thì chúng ta cũng đã biết là giá của Bitcoin và nhiều đồng đã đi hàng ngàn một thời gian dài Các bạn thấy được là Bitcoin đã trong vòng 3 tháng qua đó hầu như không di chuyển luôn Mãi cho đến thời gian gần đây các bạn thấy là lại giảm xuống còn 26.000 đô Có nghĩa là 3 tháng qua chúng ta tích lũy ở cái mức là 29.000 đô Mặc dù là giá đã giảm xuống trong khi chúng ta đã tích lũy một thời gian dài nhưng mà các bạn thấy là cái danh mục đầu tư này nó vẫn đang có lãi là hơn 6% và để nhắc lại ra các bạn nên biết là chúng ta đã cùng nhau chung bình giá account này từ lúc mà giá của Bitcoin vào ngày 4 tháng 4 của năm ngoái là 46.000 đô và đối với Ethereum đó, thì các bạn thấy là 3.514 đô cùng ngày đó thì mỗi một tuần đó chúng ta cùng nhau chung bình giá 100 đô Ether và 100 đô Bitcoin và cái mức trung bình chúng ta mua Ethereum là 1616 đô và chúng ta thấy được là cái mức trung bình chúng ta mua Bitcoin là 23.661 thì tới bây giờ chúng ta vẫn đang có lại mặc dù chúng ta trung bình giá từ một mức cao nhưng mà ngay bây giờ đó, tuy là cái mức hiện bây giờ vẫn thấp nhiều so với cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà vẫn đang có lại hiện tại thì hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá cho cao đa màu này à, chúng ta sẽ mua 100 đô Bitcoin cũng như là thuận lợi các bạn thì 100 đô chúng ta có thể mua 0.00384 Bitcoin các bạn, thường sẽ bấm submit và đây là cái kết quả trung bình giá của ngày hôm nay như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ngày 28 tháng 8 tại Hoa Kỳ chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với lại Ethereum thì 100 đô chúng ta có thể mua được 0.0605 Ethereum thuận xong submit thì đây coi như là chúng ta cũng đã thành công trung bình giá xong Ether các bạn thấy được đây là ngày 28 tháng 8 và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Ocean Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều chỗ khác như các bạn. Như thấy cho màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.